Diệp Ngọc Khanh từng là hậu hai trong cuộc thi Người đẹp Á Châu vào năm 1985 và như nhiều người đẹp khác muốn nổi tiếng nhanh tại xứ Cảng Thơm, vốn là dòng phim rẻ tiền nhưng rất thị hiếu vào thời điểm đó. Từ đó cô trở thành người đẹp đình đám bậc nhất trong thập niên 90 thế kỷ trước mà Phận Hồng Nhan là một ví dụ. Tác phẩm được ra mắt vào năm 1991 của đạo diễn Chi, Kim Trung. Đây cũng là bộ phim đưa tên tuổi của mỹ nữ họ Diệp đến gần hơn với khán giả trong và ngoài nước. Cô chấp nhận nuôi. Còn có tên gọi khác là Khanh Bổng Giai Nhân, Diệp Ngọc Khanh vào vai một nữ nhân viên công sở tên là Loi Nersin, một người có sở thích khá kỳ lạ khi thường xuyên làm khuya tại công ty in ấn của mình trong trạng thái khỏa thân toàn tập. Chính điều này đã tạo cơ hội để người khác thèm khát cô mà người đó là một gã biến thái. Ken Tong sống gần đó, hắn ta tiếp cận cô và tồi tệ nhất chính là việc hắn giết chết cô sau khi thực hiện hành vi thú tính của mình. Để che giấu tội ác của mình, hắn thuê một cô gái có ngoại hình giống có tên là Bin Bin, Diệp Ngọc Khanh, một vũ nữ đang làm việc tại hộp đêm, để thế chỗ cô gái xấu số. Nhưng mọi thứ trở nên xáo trộn sau khi Bin Bin nhận ra rằng người đàn ông đẹp trai đã giúp cô khỏi bị bắt cóc đêm hôm trước cũng là một giám đốc trẻ của công ty Chashin, Phương Trung Tín, và cô quyết định từ bỏ công việc đồng thể để bám lấy người đàn ông mà cô cho rằng sẽ giúp cô thay đổi cuộc đời. Thank you.